Tứ Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama giảng dạy có ba sự kiêu mạn. Thế nào là ba? Một, kiêu mạn của tuổi trẻ. Hai, kiêu mạn của không bình. Ba, kiêu mạn của sự sống. Ví dụ như khi mình còn trẻ, được cha mẹ thương yêu nuôi dưỡng trong niềm ấm chăn gấm gói hoa, nhà cao cửa rộng sang trọng, vật chất tiện nghi sang trọng và phương tiện sang xịn vân vân. Và khi vào đời thì gặp được nhiều thuận duyên nên cuộc sống sung túc, rồi mình xa xưa hưởng thụ cái gọi là tuổi trẻ. Nếu không hưởng thụ thì uổng phí cuộc đời, vì nghĩ mình còn trẻ khỏe mạnh tha hồ mà thụ hưởng, và xa xưa trong kiêu mạn, kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ, phách lối, tự nâng cao mình lên, dương dương tự đắc, vì mình nghĩ trẻ khỏe mạnh, được sống trong giàu sang sung túc, rồi thấy người già, người yếu, bệnh tật, người chết, thì mình bực phiền, khinh khi ghê tởm. Và cũng chỉ vì sai sư kiêu mạn của tuổi trẻ có sức khỏe không bệnh tật và sự sống, mà kẻ vô văn phạm phu làm các ác hạnh về thân, là dùng thân làm điều phi pháp, làm các ác hạnh về lời nói, là dùng lời nói xấu ác hại người lương thiện, vu oan giá họa, hoặc thói mạ bôi bán danh dự của người, hoặc dùng lời nói lừa gạt tài sản và tiền bạc của người. Ba, làm các ác hạnh về ý, là dùng tâm xấu ác để hại người, do làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, sau khi chết bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Trích trong kinh Tăng Chi Bộ tập 1 chương 3 ba pháp phần 39 kiêu mạn, trang 177 Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Anguttara Nikaya.